view nhá. Đang sáng đèn. Đi về đến chuyên view. Khoảng cách rất xa. Mưa vẫn mưa bay trên tầm tháp. Hôm nay chúng tôi giới thiệu cái model này là chủ yếu chúng tôi nhấn mạnh vào việc đây nó là một chiếc loa liner ring. Để chứng minh cho điều đó thì tôi đề nghị ban kỹ thuật vặn tiếp cho tôi chiếc loa thứ hai từ dưới lên. Quý vị vừa nghe xong chiếc loa thứ nhất phía dưới. Vặn lên chưa? Bây giờ là quý vị đang nghe hai chiếc loa. Chúng ta thấy được rằng là cái tiếng tép của nó chỉ đi đâu là đúng chỉ đi đó. Bây giờ bàn kỹ thuật vặn thêm cho tôi một chiếc nữa. Chúng ta đang nghe âm lượng của ba chiếc loa. Và cùng với lô cắt Bico là 90Hz. Bico có đưa xuống xúc. Bạn Hà kỹ thuật vặn tiếp cho tôi chiếc loa thứ tư. Và đây là chiếc loa thứ tư. Chiếc loa thứ tư này nếu như các bạn đứng trước thì nó đang bay ngay qua đầu các bạn. Mục đích của chúng tôi không phải đánh tập trung vào cái vị trí mà một ai đó đang đứng. Bây giờ tôi sẽ tắt xúc đi. Đây là tiếng Bico của 4 chiếc loa không có xúc. Với lâu cắt chiếc loa là 100Hz dốc LR24 Link Width 24. Bây giờ tôi sẽ không lô cắt cái loa full này. Và bây giờ quý vị đang nghe cái loa tiếng Bico của cái loa full này đang không lô cắt. Và cái equalizer của cái loa full này chúng tôi đè không quá 3 dB và nâng không quá 2 dB trên một cái giải, trên một cái giải tần số của nó. Quý vị có thể kiểm tra trên bàn mixer của chúng tôi.
cảm ơn ạ. Anh em cho bên anh Đức một màn thuyết trình rất là thuyết phục.